Đà tăng này được các chuyên gia lý giải do thiếu nguồn cung mới và nhu cầu thuê mặt bằng cao đến từ các thương hiệu quốc tế. Mặt bằng bán lẻ khu trung tâm hiện chỉ chiếm 12% diện tích mặt bằng, tỷ lệ lấp đầy luôn đạt trên 95%. Thêm vào đó, nhu cầu thuê từ các thương hiệu quốc tế với mặt bằng khu vực này rất lớn, nên sự cạnh tranh ngày càng gắt gao. Trong 3 năm tới, khu vực trung tâm vẫn tiếp tục không có dự án mới nào. Vì vậy, với các mặt bằng cao cấp tọa lạc ở trung tâm, các chuyên gia nhận định giá thuê sẽ tiếp tục tăng từ 17 đến 18%. Từ nay tới năm 2026, giá thuê vẫn duy trì xu hướng đi lên 7 đến 10% mỗi năm.